Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2022 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe bài Đông Triều đưa quy chế dân chủ cơ sở vào cuộc sống. Tiếp đến là chuyên mục Pháp luật và đời sống với bài Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết thực. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu là một trong những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công tại hội nghị thường trực thị ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã, Bí thư Đảng ủy các xã phường về đánh giá kết quả công tác tháng 10 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới diễn ra chiều ngày 26 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng thành lập thành phố Đông Triều với chủ đề Khát vọng xây dựng thành phố Đông Triều phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương cơ quan đơn vị, thời gian thi đua từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023 với những nội dung trọng tâm như cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023 và kế hoạch 5 năm và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 25 đã đề ra. Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của nhân dân. Mỗi phong trào thi đua phải xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, nội dung và tiêu chí cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và lợi ích của người lao động. Thiết thực chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và 15 năm thành lập Hội Cựu Giáo chức Thị xã Đông Triều. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, Hội Cựu Giáo chức Thị xã Đông Triều đã tổ chức chương trình thể dục thể thao dân vũ với sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên. Tham gia chương trình, các đơn vị đã tham gia thể dục thể thao ở các môn thi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng nam với tinh thần đoàn kết, giao lưu, hữu nghị, quyết tâm cao. Đồng thời, các đơn vị cũng đã mang đến các tiết mục dân vũ đặc sắc có sự đầu tư công phu. Nội dung các tiết mục dân vũ đều tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và nhà giáo với sự cổ vũ nhiệt tình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Hội Cựu Giáo chức Thị xã Đông Triều trong việc chăm lo về đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ hội viên. Qua đó, vận động phát động mỗi cán bộ hội viên tích cực tham gia, lựa chọn môn thể dục thể thao dân vũ phù hợp để rèn luyện thân thể, thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thời gian qua, với sự triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn địa bàn, nhiều mô hình nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự xuất hiện ở các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường và nhiều địa bàn dân cư với hình thức hoạt động phong phú đa dạng, có sức sống cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tự giác trực tiếp tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 200 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 4.951 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự, 423 cụm dân cư tự quản an ninh trật tự. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có nhiều mô hình tiêu biểu hoạt động hiệu quả được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và được nhân rộng trong toàn tỉnh và cả nước. Đặc biệt, mô hình an ninh cơ sở đã và đang được triển khai tại 29 địa bàn cấp xã của 13 địa phương, bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, hàng năm quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó có nhiều thông tin có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, đồng thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động, chống phá của thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động bất ngờ, không phát sinh điểm nóng, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững địa bàn tỉnh an toàn, ổn định. Sở hữu ngay ghế massage tiêu chuẩn Nhật Bản, giá trị từ 7.990.000 đồng, đãi tiệc ưu đãi, mừng khai trương Toshiko Hạ Long, cơ hội mua ghế massage, xe đạp tập thể dục, máy chạy bộ với giá giảm tới 55%, cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, hai chỉ vàng 4 số 9, ghế massage, máy đo huyết áp, hàng trăm voucher lên đến 2 triệu đồng, duy nhất ngày 30 tháng 10, tại số 8991 Cao Thắng, gần ngã ba Kênh Liềm, thành phố Hạ Long. Toshiko, thương hiệu ghế massage đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và đạt chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Với hệ thống gần 50 showroom trên toàn quốc, nay đã có mặt tại Hạ Long.
duy nhất 30 tháng 10, cơ hội mua ghế massage chính hãng, giá trị từ 7.990.000 đồng, bảo hành 6 năm, bảo trì trọn đời, trả góp lãi suất 0% và miễn phí ship trên toàn quốc. Đến ngay showroom Toshiko Hạ Long tại số 8991 Cao Thắng, gần ngã ba kênh Liềm, thành phố Hạ Long, tham gia trải nghiệm miễn phí mua ghế massage với ưu đãi giảm lớn tới 55% và nhận các phần quà giá trị từ Toshiko. Kính thuốc Ánh Sáng Việt kính chào quý khách. Kính thuốc Ánh Sáng Việt, cơ sở kính thuốc đầu tiên tại Đông Triều, địa chỉ 136A, khu 4, phường Đông Triều, bên cạnh Saudi. Cơ sở hệ thống được đầu tư hiện đại với sàn máy đo khúc. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.